thì sáng rồi. Đói bụng quá. Không biết có gì ăn không ta? À đúng rồi, mì tương đen, con gà siêu cay. Bây giờ mình sẽ ăn thử món này. Đầu tiên các bạn mở vỏ ra nha. Lớp này thì vứt đi không ăn được. Xem ra bên trong có gì nào. À, một bịch tương và không có miếng thịt nào hết. Đổ nước vào nha. Các bạn hãy dùng đũa để mà đậy cái nắp lại cho thật là chuyên nghiệp như thế này. Sau đó các bạn chờ 5 phút và bây giờ các bạn sẽ lục lỗ. Có 3 cái lỗ đó. 1, 2, 3. Đục xong các bạn đổ nước đi. Đổ nước xong rồi các bạn thấy mì chín rồi đúng không? Cho gói này vô, gói này là gói sốt. Và cho một ít đồ ăn Hàn Quốc vô, lộn đồ ăn Việt Nam, khô gà. Bây giờ mình sẽ cho một ít. Ồ, cái này gọi là cái gì ta? Cái gì vừa mất tiêu rồi? À, phô mai. Phô mai này giá 9.000, nhưng mà mình mua còn có 6.000 thôi. Cái bịch gì đây? Vứt đi. Bây giờ các bạn cho nó vào. Đây, lò phi sóng các bạn mở ra. Việc đầu tiên các bạn cần làm đó chính là lấy cái món gà 3 ngày trước các bạn bỏ vô chổng. Vứt đi, đừng có ăn cái món gà đó nha. Bây giờ các bạn cho mì bỏ vào. Rồi, 1 phút nè. Bực, bíp bíp. Các bạn chờ đợi nha, đừng có chảy nước miếng quá nhiều. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy ra để kiểm tra xem. Ây à, phô mai chưa tan ra hết. Bỏ vô làm lại tiếp nè. 1 phút. Được chưa? Ấy trời ơi, chưa tan hết nữa. Một kìa, lần thứ hai. Lần thứ ba rồi nha. Tan ra hết chưa? Tan hết rồi. Bây giờ các bạn sẽ trộn lên. Hãy trộn đều thì còn đều và chuyên nghiệp nhé. Đấy, các bạn sẽ ra được món mì tương đen. Bây giờ mình sẽ ăn thử đây. Wow. Cảm giác giống như là thiên đường. Ngon lắm. Ngon lắm luôn đó. Đây, đây là món mì tương đen. Có cái hộp gì nè. À, đậu Hà Lan. Ăn thử xem sao. Gì đây? Hình thù sao mà kỳ gì quá vậy? Ăn thử coi. À, là cục phô mai tan chảy trong mồm. Ngon thật. Không bỏ công mình mất hết 6.000. Bắt đầu cảm thấy càng ăn càng thấy ngon. Mặc dù cũng khá là cay đó. Các bạn đang xem clip này, không biết có chịu nổi hay không. Còn bây giờ là cách ăn để không bị trôi son. Khi các bạn ăn các bạn sẽ không được như vậy. Há một to ra. Đấy. Đừng để bị dính vào môi nhé các bạn. Ui da. Ui da, khúc này căng rồi. Ui da, cay quá. Chịu không nổi. Nhưng mà sao? Bởi vì có khăn giấy để leo nước mũi đây. Thật món này rất ngon. Tạm biệt các bạn nha.